Chị ơi, anh pha như thế này đúng không? Đấy là cái tao làm mà. Trông nó hơi kinh đấy rồi. Ừ, hơi kinh. Ừ. Ăn hợp lý hả? Anh Tuấn làm. Xin chào quý bạn và các vị, hôm nay đã đến với chương trình Phá Bếp nhà anh Hiếu. Cái gì nhỉ anh Hiếu? Hiếu sồn. Hôm nay chúng mình có một thử thách, đó chính là làm bánh trung thu. Ok, đầu tiên đây là nhân thập cẩm. Cái nhân này là nhân mình rất không thích ăn. Mùi cũng khá thơm, trông nhân có vẻ đầy đặn. Tiếp theo là nhân này là nhân đậu xanh nha. Trà xanh, nhân cà phê nha. Và còn một nhân cuối cùng là nhân Oreo. Mình rất mong chờ cái nhân này, nó sẽ rất là khá ngon. Tiếp theo là ba cái lọ đường. Đây là siro đường để làm vỏ bánh. Ba túi bột, anh đừng để cho bột nó phi đấy nhá. Túi bột này là túi bột truyền thống, là bột bình thường á. Tiếp bột nào là bột không bình thường. Tiếp theo là bột, đây bột này không trường, bột trà xanh. Và cuối cùng là nhân này là nhân cầu cờ, là nhân gì? Cờ nhân chắc cacao. À ừ, đọc lên. Tiếp là một bộ khuôn mini, một cái à? Ở đây là có nhiều cái ấy, nhiều khác nhau cái mà. Ừ, nhiều hình khác nhau nhưng mà sẽ chỉ có một cái ấn. Rồi ok, set này là coi như là hết. Và chúng mình sẽ bắt tay vào làm bánh luôn ngay bây giờ. Let's go. Đầu tiên là một đổ một chai nước đường ra bát. Anh đổ hết một chai nước đường ra bát đi. Eo, cái này nó có vị giống cái siro ho ấy. Nó là siro đường cái bột phế ngày xưa bị ho rồi hay uống. Đổ hết cả chai luôn hả? Yes. Chính xác là như vậy. Bước tiếp theo là cho thêm khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn tương đương với 10 gram. Này mày có chắc một cái thìa này là đúng cái lượng dầu ăn người ta bảo đấy. Có mà, người ta hay dùng cái thìa này thôi. Đây là bột truyền thống. Mỗi túi là một bát nha. Dùng tay nhào nhuyễn và ấn thành khối trong khoảng 20 giây. Anh dùng ngang tay đi. Thật ra là tao không phải lo vệ sinh an toàn thực phẩm lắm. Tại vì cái này mình để sau mình sẽ làm sau. Bồ tân nấu rồi chưa bao giờ dám ăn. Tay mình nhỏ ấy mọi người, cho nên là mình khá là cồng kềnh trong cái việc đeo bao nhầm. Nhưng mà tao thực sự nghĩ là phải thêm dầu ăn ấy. Tại vì trông nó kiểu nó cứ không ấy. Anh cứ nhào đi, nó chết mẹ nó ra ngoài rồi. Cứ nhào đi, hướng dẫn nhào 30 giây, nhào 2 lần 30 giây rồi. Yes. Và cuối cùng mình đã hoàn thành xong bước đầu tiên. Nó chính là nó nhào thành một cục bột như thế này. Khi mà nó thành một cục như này rồi thì mình sẽ không nhào nữa để nó không bị chai bột. Và mình sẽ để bột nghỉ nhá. Bước tiếp theo, okay. Chia nhân sau khi trộn vỏ. Thời gian chia nhân vỏ sẽ nghỉ đủ để làm nhân. Bây giờ để cho bột nghỉ đã thì anh sẽ chia nhân trước. Anh có cầm cái cân này nè, xong rồi anh chia. Rồi, bây giờ Linh đi rửa tay, tôi sẽ cân hết cái chỗ này. Ê, nhưng mà cái nhân này kiểu nó rất là khó vo ấy. Nó cứ kiểu nhão quá đà ấy. 2 hours later. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang bước gói bánh luôn. Tay dính quá à. Ông ấy làm gì đây đây? Hết hồn. Ô, cái này ăn được ấy. Cái này ăn được. Tất cả. Mình sẽ để nhân ở giữa và mình sẽ Ê, nhưng mà nếu mà mình không nặn bánh bằng khuôn ấy thì còn nướng được không? Có, nó sẽ ra một cục như thế này. Tí nữa ta sẽ nặn một cái bánh trung thu mình luôn. Yêu. Yêu, sao lại yêu? Ta sẽ nặn giống cái của tao, thế là nó sẽ rất đẹp. Ok, đây là cục bột sau khi mà đã có nhân ở trong. Ê, hết chỗ rồi. Khá to ấy. Ok, mình sẽ cho bột vào đây để nặn thành một cái bánh. Đấy, xong rồi rắc bột vào đây. Ê, cho nhân vào chưa? Cho rồi, mày nghĩ tao như mày ấy. Ok, sau khi một vài thời gian vật lộn thì mình cũng đã làm được khoảng 6 cái bánh. 7, đấy nữa. 7 cái bánh, còn một cái bánh bị hỏng. Và bây giờ mình sẽ nướng trước 6 cái này để cho anh em dưới tầng ăn. 2 hours later. Sau những thời gian vật lộn vừa nãy, áo với các thứ bẩn hết cả rồi thì mình là một mình thì tôi chỉ đi xuống nhà. Và 6 cái đầu tiên, cái mẻ mà Tuấn Trịnh vẫn còn đang ở đây thì trông cũng có vẻ ổn, nhưng mà rất là thành công. Không được đẹp như là mẻ thứ hai mình tự làm. Tổng cộng là mình làm được 16 cái bánh. 17 cái. Sao mày cứ gạt tao ra ngoài. Và 16 cái thành công này mình sẽ mang xuống cho anh em ở cửa su ăn thử. The next day. Mọi người ạ, mình hôm qua đã làm bánh xong nhưng mà khá muộn, cho nên là mình không kịp mang bánh xuống cho mọi người ăn được. Nên là mình đã để trên bàn khoảng độ chắc chục cái. Thế nhưng mà sáng nay đến đây, mình lên tầng 6 để lấy bánh để quay back cho mọi người xem thì còn 3 cái. May là còn 3 cái thì mình còn cáo cái mà re-back cho mọi người xem á.
không biết anh em ăn rồi cảm nhận như thế nào, cũng chả ai nói gì mình, nhưng mà mình sẽ để ba cái bánh này cho những anh em chưa ăn để anh em sẽ react cảm nhận chiếc bánh trung thu mình làm nha. Đi thôi. Đấy, ui nó mềm lắm luôn ấy. Trông tí đấy. Ui, đây là nhân Oreo. Ủa, hấp dẫn. Đúng rồi. Đúng chị ơi. Bánh pha. Đấy, anh pha thì như này đúng không? Đấy là cái tao làm mà. Không, nhưng mà cái nhân cơ. Cái pha hoa này chắc chắn là tao làm. Đây, ăn thử. Làm thôi, anh Hoa này. Của em ăn. Của em làm. Của em làm cái nó cứ cầm. Anh em của em làm. Cái mềm. Cái nhưng mà cái đen mềm lắm, cái mềm. Cái mềm đấy. Mày thấy không? Tao làm nó phải khác. Cái mềm. Trông nó hơi kinh điếu rồi. Ừ, hơi kinh. Cái này là gì? Bên ngoài. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngon đấy. Nhưng mà anh thấy vị matcha nhiều hơn. Thì đương nhiên rồi, anh nhìn Oreo nó ít mà. Bình luận đi anh Giang. Cảm giác hơi ngon. Ngon, ngon, ngon. Cũng được. Cũng được. Cái này cũng mềm. Cái gì? Nói chung là cái mà có matcha nó lẫn lẫn với chứng nhau. Chứng tỏ là cái lúc mà matcha em đổ nhiều dầu ý là thế sẽ là vừa chứ không phải là... Ừ. Đúng. Ôi, thôi, 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 thôi. Cái này là nhân thập cẩm. Mềm này. Chắc à? Đây là nhân Oreo này. Đây là nhân Oreo. Chính là cái này mới là Linh làm. Để nhìn nó hợp lý thế này chứ. Đây, cái này là em làm. Để cho mọi người thưởng thức thử. Cái bánh này mình ăn mà. Ừ. Ăn hợp lý hả? Tuấn ăn. Nó đúng một bánh cu á, đúng mùi cu á. Đây nó là cái bánh gì chứ không phải bánh trung thu. Đáng tin hơn là đường nữa. Ô đây cái ăn khá ok nhưng mà cái vị Oreo thì không rõ lắm. Đây cái thứ giống liên quan đến Oreo là cái màu thôi. Đúng, chính xác. Đúng cái màu. Chưa có cái mùi Oreo không rõ. Còn matcha mà ăn vị khá ok, ăn bình nhân khá ok. Thực cảm luôn. Thơm cực thế luôn. Cho thử vị thực cảm thôi. Em thích ngửi nhưng mà ý là không ăn được. Nhân nhân ngon thật sự. Nhân ngon này. Rất lắm cái bánh này cẩm nhân ngon như này. Công ty tôi cũng tặng bánh trung thu thập cẩm nhưng mà tôi thì bình thường là mình sẽ ăn mà phải bánh thập cẩm mình sẽ ăn bỏ ngon nhân, nhưng mà cái bởi vì cái bánh này nó như thế bây giờ mình sẽ ăn nhân nhưng không bỏ, nhưng mà cái nhân nó ngon. Nhân ngon mà đúng chính xác, nhân ngon. Nói chung là làm bánh trung thu thì chỉ là một trải nghiệm, đây là lần đầu tiên. À, các bạn hãy nên nhớ là đừng bao giờ cho thằng đàn ông nào nó bụng tay vào cái chỗ bánh bạn ăn rồi. Ấy mất quan điểm ra vì thật sự là lần đầu tiên mình làm mình còn không tự tin chứ không phải là cái thằng nằm mặt dọc đi. Hai cá biệt. Cá biệt chỉ cá thôi. Nghe là làm thì trải nghiệm thì được, nhưng mà bảo là mình năm nào cũng sẽ làm bánh trung thu để thắp hương hay là để cúng dăm thì không, bây giờ nên mua vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ mà anh ngon. Nhưng mà kết thúc video tại đây, mình chúc các bạn một mùa trung thu lên đỏ mọi người nhanh. Một mùa trung thu vui vẻ. Bye bye mọi người. Bây giờ quay một cái đoạn lên bắt mọi người luôn hết cái đường bánh trung thu. Bẩn thế. Thật sự.